xin cho con hỏi câu này nghĩa là gì rồi ừ. đây là một câu rất là quen thuộc rất là quen thuộc ừ. tại vì cái câu này đã có dịch rồi thành ra sư không hiểu tại sao quý vị lại hỏi bởi vì câu này đã được dịch rồi ừ. là ra quý vị buộc sư phải suy nghĩ là quý vị hỏi sư như vậy một là quý vị thảo sư là không biết ông sư ổng có khả năng ổn dịch đọc hiểu bali thiệt không hai là quý vị không biết gì về bali thành ra là quý vị không biết là câu này nằm ở chỗ nào mình như vậy thì nó lại ra một cái vấn đề là từ đâu mẫu gì có được câu này nếu không biết bali thì từ đâu quý gì có câu này mà nếu biết ba ly mà quý vị lại hỏi sư thì hóa ra quý vị lại khảo sư mà tại vì câu này đã được dịch rồi chứ phải chưa dịch nữa câu này đã, đã được dịch rồi thành ra sư không biết được cái mục đích cái người hỏi sư câu này là họ hỏi để làm cái gì thì sư không biết nhưng mà thôi thì đã hỏi thì sư phải trả lời thôi á à, thì về hỷ kề chí thành đá thì cái 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 này cái kiểu giống như là cái cái giống như là mình quen 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 giống như là này anh anh đá này anh này anh anh đá câu này không 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 cần dịch cũng được ha không cần dịch cũng được còn uh, etarahi etarahi thì nó có nghĩa là hiện tại ha. có nghĩa là hiện tại và mama chắc mà mắt trà dê thì nó là nó của cái từ a à hăng cộng ắt à cha giá có nghĩa là sau khi ta diệt độ ừ. sau khi ta diệt độ rồi um... có cần ghi đâu luôn không ta Đang này nên đá hết người ta nhiệt độ ha à, rồi à, qua cái qua này thì mình có thể mình để một bên nó là và hoặc là hoặc atta à, atta à, đi pa thì atta à, atta à, là tự mình ha còn cái đi pa đó tức là cái ngọn đèn nhưng mà ở đây thì cái 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 đi pa này nó nó lại là cái xuất xứ cấp Xuất cách nó có nghĩa là gì à, xuất xứ cách nó có nghĩa là from có nghĩa là từ từ à, ví dụ như là à, ví dụ như là ví dụ như xuất xứ cách à, ví dụ như là à, ví dụ như câu à, à, lấy tiền từ cái bóp thì có nghĩa là uh, cái tiền nằm trong cái bóp thì cái bóp á, cái bóp thì cái bóp ở đây đó uh, cái bóp ở đây thì cái bóp ở đây đó thì cái cái bóp nếu mà theo ba ly đó thì cái bóp nó được chia là uh, uh, là xuất xứ cấp ừ Uh, như vậy đó thì ata Di Ba tức là gì ata Ba có nghĩa là cái gì uh, là cái ngọn đèn uh, uh, là ngọn đèn từ chính mình tức là cái ngọn đèn đó cái ngọn đèn là của mình tự ở trong mình tự mình làm thì các ngài dịch các ngài dịch đó, dịch thoáng để cho nó dễ hiểu chứ còn cái cái người hiểu Bali ấy, cái người hiểu hiểu Bali thì đọc là là ngọn đèn từ chính mình thì họ họ hiểu được. Nhưng mà cái tiếng Việt của mình thì không thể nào mà mình uh, diễn tả như vậy, cho nên các ngài dùng cái từ là tự mình là ngọn đèn, tự mình là ngọn đèn. Cái cách cái cách dịch đó, cái cách dịch cho nó suông tự mình là ngọn đèn thì nó nó dễ hiểu chứ còn ngọn đèn từ chính mình thì <laughs> Ờ, nó không phải là cái cách thành văn của tiếng Việt đấy rồi tương tự như vậy ờ... tương tự như vậy vậy ha ờ... Còn cái từ quý há tí thì cái cái này nó là cái thì tương lai tức là sẽ sống sẽ sống sẽ sống sẽ sống sẽ sống Ừm tức là sau khi thế tôn diệt độ đó sau khi thế tôn diệt độ thì cái vị tỳ kheo đương nhiên cái cái chuyện đó là cái chuyện sau này đó là cái chuyện tương lai thì cái động từ thì nó phải để ở thì tương lai tức là vị đó sẽ sống mà lấy mình là ngọn đèn ờ, thành ra cái tiếng việt á, tiếng việt thì nó phải cái này nó phải nó phải để lên trên ờ, để lên trên nhưng mà cái, thành ra quý vị thấy cái cái dịch nó rất là khó nó khó ở cái chỗ là mình làm sao mà mình đưa mình trọn vẹn um, sát nghĩa được thì rất là khó cho nên uh, dịch thoáng dịch thoáng thì nó dễ hơn uh, ví dụ như uh, hãy là nhưng mà cái hãy là thì nó lại là cái um, Cái cầu khiến cách chứ nó không phải là cái động từ thì tương lai nhưng mà uh, quý vị Sử dịch cho nó thoáng Ờ, hãy tâm là ngọn đèn từ chính mình thì nó 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 sẽ thuận hơn tại vì cái tiếng việt thì nó các thành văn tiếng việt nó sẽ không có giống bali chứ còn mà sẽ vì thì sẽ sống là ngọn đèn sẽ sống là ngọn đèn từ chính mình nó kỳ lắm ha ờ, hãy hãy sống hãy sống theo cách tự mình là ngọn đèn đấy thì nó nó sẽ dễ hiểu hơn sẽ dễ hiểu hơn rồi cái atta atta sarana cái 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 sarana cái sarana nó là ừ, quý vị thường hay đọc á, thân sarana gặp trà mí thì cái sarana đó tức là nương nhờ đó, nương nhờ nương tựa. Nương nhờ nương tựa. Katta sarana tức là gì? Tự mình nương tựa. Nhưng mà nó do cái nó được chia theo xuất xứ cách tức là nương từ sự nương tựa của chính mình. Từ sự nương tựa của chính mình mà mình từ sự nương từ từ của chính mình không hoặc là nương từ từ chính mình ờ, nhưng mà như vậy đó thì tiếng việt mình lại không có không có hành cái kiểu hành văn như vậy mà mình phải dịch chà mà bây giờ dịch cái kiểu này thì chắc hết giờ hả thành thử quý vị cái, cái cái này là quý vị chơi chơi làm khó nhau ờ là tự mình thành ra dịch thoáng là tự mình là nơi nương tựa mốt chừa ở vụ này ra nha quý vị mà đem cái cái câu cái kinh kiểu này vô là coi như là khẩu nó thành ra một cái lớp uh, giải rồi nó, 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 nó. đấy rồi um, Đấy, rồi anh nhìn anh nhìn anh nhìn nhá anh nhìn nhá sao na thì tức là cái phủ định à khoa khoa cái thầm á thầm á đi ba tức là cái 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 ngọn đèn từ chánh pháp tức là lấy chánh pháp là ngọn đèn đấy ha à, còn cái át san nhá tức là phủ định phủ định nghĩa là không có nương tựa không có không có nương tựa từ nơi khác không phải từ sự nương tựa uh, từ sự nương tựa ở nơi khác đấy rồi tương tự như vậy ha uh, uh, cái ngọn đèn là từ chánh pháp hoặc là mình dùng cái từ là lấy chánh pháp bằng ngọn đèn ha uh, rồi sự nương tựa từ chánh pháp tức là cái sự nương tựa của mình á là dựa vào dựa vào chánh pháp thì mình có thể là nói là lấy chánh pháp làm nơi nương tựa ha uh, rồi không phải từ sự nương tựa khác tức là sự tương tự nó không phải là từ nơi khác rồi tám ma tắc ghê tám tắc thì tám ma tắc tức là những cái vị cao thượng nhất ừ. uh, rồi cái về về kề trí là cái những những cái vị đó đó sikha kama là ham học hỏi có nghĩa là nguyên cái câu câu đó nghĩa là gì tức là những cái vị mà như vậy đó những cái vị mà ham học hỏi như vậy đó tức là vâng cái lời dạy thế tôn những vị ham học hỏi như vậy đó là những vị cao thượng nhất trong cái cái sống trong cái hàng tỳ kheo ừ. cái pháp quyết sanh tí tức là động từ thủ bi có nghĩa là là thì sư thấy là cái 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 cái, cái... À, cho nên là nguyên cái câu này tức là gì ờ, này anh anh đã à, sau khi ta diệt độ Ờ uh thứ dịch thoáng hãy... hãy sau khi ta diệt độ ha hãy là ngọn đèn từ chính mình hãy sống sẽ hãy sống là ngọn đèn từ chính mình ha? À, hãy nương tự từ chính nơi mình không phải nương tự từ cái nơi khác hãy là cái ngọn đèn á là từ chánh à, ngọn đèn nó sẽ là từ chánh pháp rồi sự nương tựa là xuất phát từ chánh pháp không phải từ sự nương tựa ở đâu khác thì những vị như vậy đó những vị ham học hỏi như vậy là những vị cao thượng nhất đó, trong các cái hàng tỳ kheo à, nói theo một cách nó dễ hiểu hơn tức là gì à, này ananda sau khi ta diệt độ à, hãy là ngọn đèn của chính mình à, hãy nương tựa nơi chính mình không nương tựa từ nơi khác hãy lấy chánh pháp là ngọn đèn hãy nương tựa từ chánh pháp không nương tựa từ, từ nơi khác. Những vị như vậy, những vị ham học hỏi như vậy là những vị cao thượng nhất trong hàng Tỳ kheo. Thì cái 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 do cái câu này nó cũng tương đối nổi tiếng mà cũng có dịch rồi, à, thành ra sư một lần nữa sư không hiểu là cái 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 người mà hỏi thì thì mục đích, mục đích hỏi sư câu này thì nó mục đích để làm cái gì thì không biết nhưng mà thôi. Đấy, dịch rồi đó ha.